Hello em Đức Kiêu, xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong hôm nay một cái phiên rất là độc đáo với rất nhiều những mặt hàng, những sản phẩm sưu tầm mới về cập bến shop trong phiên ngày hôm nay. Đó, một phiên cuối tuần cực kỳ rực rỡ và sôi động. Rất mong là được sự đón nhận ủng hộ của các bác. Các bác xem video clip ngày hôm nay của bên em, các bác thấy hay, các bác thấy sản phẩm của shop đẹp, chất lượng thì hãy thả tim cho em vào những cái video của shop nhé. Các bác mới vào xem kênh của shop bên em lần đầu tiên thì các bác hãy đăng ký follow kênh của shop. Đấy, để hiện lên thông báo mỗi phiên video em lên thì sẽ hiện lên, các bác bấm vào xem. Đó, trong phiên này hôm nay thì những sản phẩm đồng hồ trang sức, đó, mặt dây chuyền, nhẫn, kính mắt, đó, lên để phục vụ cho các bác ạ. Các bác xem ưng mẫu nào thì ủng hộ cho nhà em. Đấy, mã 1 em lên trong phiên ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ Gucci các bác nhá. Đó, một chiếc Gucci của nữ. Đó, chiếc này thì thiết kế của nó form rất là độc đáo. Các bác có thể nhìn thấy cái đồng hồ cũng như là cái bộ dây này. Đấy, form của nó thiết kế như kiểu hình chữ Z nhá. Các bác nhìn này, hình chữ Z không? Đấy. Đấy, cái lắc của nó cũng thiết kế kiểu chữ Z luôn. Đấy, vô cùng độc đáo. Đấy, thiết kế đấy, sắc sảo tỉ mỉ. Đồng hồ đây là như kiểu là một chiếc lắc tay mà thiết kế đồng hồ ấy các bác. Đấy, cho nên là kiểu dáng form thì đấy, chủ yếu của nó là form bản ngang nhá, 20 đấy, size 20 form bản ngang. Đấy, thì cái size đồng hồ nó ngang với cả cái size dây luôn. Đấy, vỏ full thép này, all stainless steel, một chiếc Gucci. Đấy, chạy bộ máy pin của Nhật các bác nhá, máy pin của Nhật, mặt đen, thiết kế hai kim. Các bác nhìn cái chất thép này nó có sáng không ạ? Sáng bóng luôn. Đó, cực kỳ bắt mắt, rất là sáng bóng. Đấy, lên tay đẹp hết nước. Các bác mua về tặng cho các chị nhà mình đó. Đấy, tặng cho bạn gái, đấy, tặng cho người thân, người thương, tặng cho người bạn, đấy, chung chân gối. Đấy, những cái sản phẩm chất lượng và giá trị tại shop nhà em. Đấy, lên giao lưu với các bác ngày hôm nay. Đấy, mẫu này thì các bác nữ tay nào cũng đeo được nhá, bởi vì cái dây của nó đó, cái dây của nó thì có cái độ đấy, các bác nếu mà về mà không đeo thì mình cắt bỏ đi bớt đi mắt đó, bởi vì dây của nó rất là dài đúng không, tay to cũng được mà tay nhỏ cũng được. Về các bác cứ mang ra tiệm ấy, bảo người ta đấy, tháo bớt cho một hai mắt ra là đeo là đẹp lắm đó. Em lên lại cho các bác một lần nữa nhá, để các bác xem này, thấy chưa? Đấy, kiểu dáng dây form mình chữ Z. Đấy, cả đồng hồ cả dây luôn, thép inox sáng bóng ạ. Chốt cho em mã 1 trong phiên bản Gucci ngày hôm nay nhá. Mặt đen chỉ có hai cọc số, cọc 6 giờ và 12 giờ thôi. Đấy, máy pin dòng hai kim. Đấy, máy pin của Nhật. Em để cho các bác là 700 ngàn đồng, chốt cho em mã 1 này. Đấy, mã 1 trong phiên ngày hôm nay nhá, cho chiếc Gucci. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 em lên sóng trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Longines. Hôm nay em hay lên hai phiên bản Longines các bác nhá. Đó, một chiếc vàng đúc, một chiếc vàng đúc và một chiếc bọc vàng. Thì các bác xem ưng mẫu nào thì các bác đủ theo kinh tế, đủ theo tiêu chí, các bác chốt mẫu nào thì nhắn qua cho bên em. Đấy, một chiếc Longines Admiral 5 sao đại tướng quân, một phiên bản hàng xưa trình hãng đến từ Thụy Sĩ. Một thiết kế mặt trắng chảy tia, 3 kim, 2 ô cửa lịch góc 3 giờ. Đó, một chiếc Longines Admiral 5 sao đại tướng quân. Ngày xưa những cái phiên bản này thì chỉ sản xuất dành riêng cho các cái tướng người ta đeo thôi các bác, tướng chỉ huy thôi, cấp tướng thôi nhá. Đó, còn cấp kể cả từ là đội trưởng đổ lên cũng chưa đủ trình độ để đeo đâu các bác. Đấy, phân cấp rất là rõ ràng. Size mặt của chiếc Longines là size 35. Size mặt là 35 không tính núm các bác nhá. Size 35. Đó, máy cơ tự động automatic, mặt trắng chảy tia, 3 kim, 2 ô lịch, nước vỏ bọc vàng, sáng kính co. Đấy, núm zin có logo này. Núm zin có logo các bác này. Đấy, đấy là thép inox này, đấy là đáy đa giác, đáy xoáy nhá. Dây khóa thì không zin các bác ạ. Chiếc này thì bộ dây khóa không zin. Bộ dây là bộ dây dây mạ vàng, dây kim loại mạ vàng của khóa bấm thôi. Đó. Nhưng mà bộ dây là đi với chiếc đồng hồ này rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn các bác. Đấy.
một phiên bản Longines hàng xưa, thương hiệu top 2 tại Việt Nam. Các bác săn đón rất là yêu thích và để sở hữu được những chiếc đồng hồ Longines này này các bác này. Đó, đặc biệt là phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Đó. Ngày xưa thì những cái phiên bản Longines mà bọc vàng các bác mua cũng phải mười mấy triệu rồi. Đó. Đấy, cái phiên bản đầy trắng này thì giá nó rất là dễ chơi ạ, giá nhẹ nhàng êm dịu luôn. Đấy, rất là dễ chơi cho các bác này. Đấy, size 35 nhá, máy tự động automatic. Phiên bản chính hãng của Thụy Sĩ ạ, chốt cho em mã số 2 trong phiên ngày hôm nay. Mã số 2 cho chiếc Longines em để cho các bác là 6 triệu nhá. 6 triệu đồng các bác ạ. Đấy. Giá chỉ ngang với những cái thương hiệu tầm trung, thương hiệu bình thường thôi. Đó. Đấy, giá là quá là tốt rồi. Đấy, các bác bỏ 6 triệu ra thì không thể nào mua được chiếc Longines Đô Đốc 5 sao ở đâu, em khẳng định luôn. Đó. Đấy, nhà em bán là giá hợp lý, đấy, bao giá thị trường luôn. Đấy, các bác cứ đi tham khảo đi ạ, rồi các bác quay lại nhà em ủng hộ sau cũng được nhá. Đồng hồ tốt, đấy, giá chất lượng. Đấy. 6 triệu cho chiếc Longines ạ. Tiếp theo mã 3 nhá. Mã 3 ngày hôm nay em lên cho các bác một chiếc đồng hồ Bucherer. Đấy. Thương hiệu Longines của nó đã là top thị sĩ rồi. Đấy. Chiếc này hôm nay còn Bucherer, các bác biết là nó còn thuộc vào loại dòng top của đồng hồ Thụy Sĩ trên thị trường thế giới chứ không phải là ở Việt Nam đâu các bác nhá. Thương hiệu Bucherer. Máy cơ tự động automatic 21G. Đấy. Máy tự động 21 chân kính, phần vỏ bọc vàng, size mặt là 33. Size 33 các bác nhá. Một chiếc Bucherer chính hãng, phiên bản hàng xưa. Mặt trắng 3 kim, các cọc số tia mạ vàng. Đấy, mạ vàng chìm sâu vào nền mặt nhá. Đấy, cọc số tia mạ vàng chìm khắc sâu vào nền mặt. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đấy, một chiếc Bucherer bọc vàng. Đây, đáy là thép inox này, sweet made này. Máy cơ tự động hỗ trợ gót tay đi kèm với chiếc đồng hồ là một bộ dây da tây. Đấy, bộ dây da của tây các bác. Đấy, dây này thì nó rất là mềm nha các bác. Đấy, bộ dây của tây này thì sờ nó mềm mịn. Đấy, sờ rất là sướng luôn. Đấy, các bác cứ thử mua giao lưu những cái sản phẩm của shop bên em về các bác. Thử nhận hàng kiểm tra xem có đúng bên em mô tả không. Cái bộ dây này ở ngoài thị trường Việt Nam thì không bán đâu các bác. Đó, nhiều mẫu em về là theo nguyên mẫu á, về là theo nguyên bộ cả đồng hồ cả dây, chứ nhiều các bác hỏi là có dây tây không thì không có đâu ạ. Đó. Tại vì em về là như thế nào em bán nguyên như vậy, là bà về là bán hết các bác, không có đọng hay là dư lại mẫu nào cả. Đó. Bởi vì cái sợi dây này các bác mua, còn các bác nhiều bác là muốn mua đồng hồ là chỉ vì bộ dây đó. Cho nên là bây giờ mà bảo để tháo dây ra để bán đồng hồ không thì lấy đâu ra các bác. Đấy, khó lắm. Đấy. Size mặt của chiếc Bucherer là size 33 các bác nhé. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox, máy cơ tự động automatic. Đấy, thương hiệu top Thụy Sĩ luôn ạ. Đấy, nếu như các bác đã chơi và sưu tầm những cái dòng này thì các bác đều biết rồi. Đấy, cái dòng thương hiệu của nó là dòng thương hiệu đỉnh cao luôn. Đấy, mạnh hơn cả những chiếc đồng hồ Omega Longines rất là nhiều nhé. Đặc biệt là về cái thương hiệu Bucherer. Chốt cho em mã 3. Mã 3 cho chiếc Bucherer ngày hôm nay ạ. À, em để cho các bác là 3.500.000 đồng nhé. 3.500.000 đồng, giá chỉ bằng những thương hiệu bình dân. Được chưa các bác? Đấy, mà các bác chơi luôn một chiếc đồng hồ đẳng cấp thương hiệu thế giới. Đấy, giá là giá quá yêu thương, giá quá tốt rồi. Em bán cho các bác là giá gọi là mức giá gọi là người nhà, giá tình thân tình thương thôi, không phải là giá chợ búa chặt chém đâu. Đây là các bác mua hàng nhà em thì các bác yên tâm, đồng hồ tốt chất lượng, giá phải chăng, không chặt chém. Đấy, dịch vụ service bảo hành tốt cho các bác. Đó. Đấy, những các bác nào mà mua nhà em rồi ấy, em nói thật là các bác rất là khó để đi chỗ khác mua. Đó, các bác rất khó. Bởi vì em nói thật với các bác là đồng hồ cũ này, đấy, người ta bán cho các bác ít nơi bảo hành lắm, cực kỳ ít những nơi bảo hành luôn. Đấy. Nhà em thì đấy, nhân viên có sẵn, đấy, có các bác thợ sẵn rồi, đấy, mới hỗ trợ và bảo hành được cho các bác thôi, chứ còn đồng hồ cổ này các bác mà đi ra ngoài tiệm này, chỉ cần có lau dầu không nhẹ thôi cũng mất đến 200-300 nghìn rồi. Đấy.
lau dầu cái đồng hồ pin là cái đồng hồ lữ bé tí thôi. Đấy, cái đồng hồ có 700 nghìn mà lau dầu hết 300, 300 rưỡi các bác. Đấy, thì bán thế thì nói thật với các bác là lãi ở đâu ạ? Đấy. Còn không lãi nổi được cái tiền lau dầu luôn đấy các bác. Đấy. Em lên một chiếc Hamilton nhá, một chiếc Hamilton mã số 4 này. Hamilton phiên bản khaki quân đội nhá, khaki. Đấy. Chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đây là những cái phiên bản đời mới ạ. Phiên bản Hamilton đời mới nhá. Size mặt của chiếc đồng hồ là size 40. Size 40 chuẩn size không tính núm ạ. Đấy, mặt đen. Thiết kế 3 kim, 2 ô lịch cốc 12 giờ. Đấy, ô lịch vòng cung này ở trên là lịch thứ, ô lịch ở dưới là lịch ngày nhá. Đó, cái phiên bản này thiết kế 2 ô lịch cốc 12 giờ. Bộ kim cọc số dạ quang, đây là một phiên bản quân đội. Đâm ra là nhà sản xuất họ thiết kế cái chất liệu của nó rất là dày dặn, chắc chắn và bền các bạn. Đấy, với bộ kim cọc số dạ quang nổi và phát sáng trong đêm. Hai mặt thiết kế hai lòng, viền trong là thang đo 24 giờ, viền ngoài là thang đo 12 giờ nhá. Giúp cho các bác phân biệt ngày, giờ và đêm. Đấy. Ngày ban ngày và ban đêm. Máy là máy cơ tự động. Đấy, máy là máy cơ tự động automatic 25G. Justify 25G. Đó chưa? Một phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Kính là kính Sapphire Crystal, vỏ là All Stainless Steel. Đấy, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng thương hiệu Hamilton. Đấy, cực kỳ chất lượng các bạn ạ, size chuẩn là 40 nhá. Đấy. Vỏ thép sáng bóng, dày dặn chắc chắn. Đấy, để mà các bác ra ngoài tiệm mà mua ngoài cửa hàng chính hãng ấy. Đó, cái phiên bản này nó phải rơi vào cỡ khoảng 18 đến 20 triệu các bác. 18 đến 20 triệu cho những cái phiên bản Hamilton khaki này nhá, dòng quân đội. Đó, đấy là mới tinh mà nguyên bóc nguyên hộp ấy. Đấy. Còn các bác thật sự luôn là mua cũ thì giá rẻ hơn được phải đến 2/3. Đấy. Rẻ, nếu mà rẻ lắm thì cũng được một nửa giá. Đúng không? Nếu mà rẻ nữa thì được khoảng 2/3 giá luôn. Đấy là các bác tiết kiệm được mười mấy triệu cho chiếc Hamilton này rồi. Đấy. Ngày hôm nay thì nhà em đang giao lưu với các bác mã 4 nhá. Kính Sapphire này, đấy, vỏ full thép, sáng bóng luôn. Đấy, phiên bản quân đội, đấy, cầm trên tay chiếc đồng hồ xịn chính hãng. Đó, các bác sẽ được trải nghiệm, sẽ được cảm nhận những cái nó tốt đẹp, đấy, mịn màng, đầm nặng, chắc tay vô cùng. Chốt cho em mã 4 cho chiếc Hamilton. Đấy, ngày hôm nay em để cho các bác là 5 triệu rưỡi ạ. 5 triệu 500 ngàn đồng nhá. 5 triệu 500 ngàn đồng chốt cho em mã 4. Phiên bản quân đội Thụy Sĩ Hamilton khaki. Rồi, mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay em tiếp tục lên giao lưu với các bác một siêu phẩm. Trời ơi, một siêu phẩm đồng hồ. Đấy, thật sự là rất là lâu rồi, lâu lắm rồi mới lại có cơ hội được lên giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ One Time. Một chiếc One Time phiên bản 65 chân kính. Cái phiên bản này nó chỉ sau mỗi dòng 100G thôi các bác ạ. Đấy. Nó chỉ kém đúng 35G. Đấy. Còn lại về em nói thật là về độ độc, độ đẹp. Đấy. Về độ sưu tầm thì nó không thua gì trước 100G các bác ạ. Mà giá thì rất là rẻ luôn, gạt rẻ luôn, dễ chơi. Đấy. Các bác nhìn thấy cái mặt của nó độc chưa? Mặt sớ lụa vẫn nổi. Đấy. Đã sớ lụa rồi lại còn thiết kế vẫn nổi. Làm nổi khối toàn bộ cái mần mặt số lên nhá. Đấy, tiếp đến bộ kim cọc số mạ vàng, các cọc số tia kết hợp cọc số học trò 62 kết hợp cọc số hình chữ nhật. Đấy, vát cạnh. Đấy, hình kim cương. Rồi tiếp tới bộ chân càng. Đấy, cái mặt số của nó đã toát lên một cái vẻ đẹp hoài cổ. Đấy, một cái vẻ đẹp độc đáo, hàng xưa sưu tầm, gần như là những chiếc đồng hồ đến thời nay các bác ạ. Đấy, hàng xưa mà để kiếm được những cái mẫu One Time 65G mà nó đẹp độc mới như thế này ạ, rất hiếm nhá các bác, gần như là không có chiếc thứ hai đâu. Đấy, các bác đi cứ đi tham khảo bên khác thì các bác biết thôi. Đấy, bộ chân càng nó này, đấy, đẹp chưa các bác? Đấy, bốn chân càng bốn góc nhá. Đấy, nó tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ khi đeo lên tay. Bốn ở góc, bốn cái góc. Đó. Độc đáo vô cùng. Một chiếc đồng hồ One Time 65G phiên bản máy tự động automatic, hỗ trợ cót tay. Đó. Mặt độc, chân càng độc, cọc số. Đấy. Thiết kế nghệ thuật,
size to nữa các bác ạ. Size mặt của chiếc One Time là size size mặt là 34.5 các bác nhá. Size 34.5 này. Đấy. Vỏ bọc vàng 10K. Gold fill top. Đáy là thép inox stainless steel back. Đấy. Vỏ bọc vàng 10K, đáy là thép inox sáng bóng. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một bộ dây chun đầu cong ôm. Đấy. Vân hình sóng lượn. Đấy. Vân hình sóng biển uốn lượn này, được chưa? Đấy, cái sợi dây này đi với chiếc đồng hồ nó rất là hợp các bác nhá. Đấy, nó đẹp lắm. Nó thứ nhất là đồng bộ với cái màu cái nước bọc vàng. Đó, thứ hai là nó có cái đường vân sóng lượn này nổi lên tay nhìn chất. Đấy, các bác nhìn thấy em lên tay nó chất. Đấy, làm gì có chiếc thứ hai đâu các bác. Đấy, mà kể cả em khẳng định luôn là có chiếc thứ hai không thể nào đẹp bằng chiếc One Time ngày hôm nay của shop nhá. Đấy, em quay kỹ mô tả chi tiết cho các bác về sản phẩm của nhà em. Riêng nhà em bán hàng được cái tư vấn rất nhiệt tình và mô tả thông tin sản phẩm chuẩn chỉ rõ ràng. Đó, không úp úp mở mở, không bán gọi là tù mù. Bán là đúng sản phẩm, đúng chất lượng, đúng giá cả. Các bác cảm thấy ưng với mức giá đấy, phù hợp với túi tiền, điều kiện kinh tế thì các bác chốt thôi. Đấy, size 34.5 máy tự động. Đấy, cái phiên bản 100G các bác mua đã đến 6-7 triệu rồi đúng không? Đấy. Cái phiên bản 65G này ngày hôm nay em bán cho các bác là 4.500.000 đồng nhá. 4.500.000 đồng một chiếc đồng hồ duy nhất, không có chiếc thứ hai, kịch độc shop phiên ngày hôm nay. Đó, những cái bản em nói thật với các bác là đồng hồ cổ nó còn mới, nó còn đẹp ấy. Mình mua về mình chơi, mình đeo, mình sưu tầm, mình làm quà tặng, quà biếu, ai cũng thích đúng không? Cái đồ này thì chả bao giờ thiêu thối các bác đấy, cứ để mãi thôi, cứ để chơi bày trong tủ thôi. Đeo lên tay rất độc đáo luôn cái món đồ này. Chốt cho em chiếc One Time 65G nhá, 4.500.000 đồng các bác. Đấy, không có chiếc thứ hai đâu, các bác thích gọi điện các bác chốt luôn nhỉ. Đồng hồ nhà em những cái món độc dị lạ các bác lên chốt nhanh lắm. Nhiều các bác vừa hỏi bảo sao lên được cách đây có tầm tiếng trước mà đã bán hết rồi. Đấy, em không biết đâu, cứ lên thì các bác xem ưng thì các bác gọi chốt thôi. Không thì vì do vì sao mà nhà em lên liên tục như thế được, phải bán được thì em mới có tiền em mua sản phẩm khác em mới lên được cho các bác. Không, phiên nào cũng lên thì tiền đâu mà mua được các bác. Tiền chơi nó chỉ có giới hạn thôi đúng không? Làm gì mà chơi một tháng các bác bảo lại mỗi phiên lên chục món, một tháng lên mấy trăm món thì tiền đâu mà mua. Đấy, các bác ủng hộ em thì em mới có điều kiện kinh tế em mới đi giao lưu với các bác Tây được chứ. Đây mã số 6 nhá. Đi qua những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, nay đến với một chiếc đồng hồ của Nhật đi. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu Senco nhá. Một em Senco cũng phiên bản quân đội luôn. Đó, nhưng mà phiên bản này là size của nó là size 37. Đấy, bản này size 37 các bác. Size 37 chuẩn size không tình núm. Núm được thiết kế độc lạ, đặt góc 4 giờ. Đó. 3 kim 2 ô lịch góc 3 giờ. Mặt hai lòng với các thang đo 12 giờ ở trong và ở ngoài là các thang đo kim dây. Đó. Bộ kim cọc số dạ quang nhá. Bộ kim cọc số là dạ quang, vỏ là vỏ thép. Đấy, vỏ này là thép kiểu là thép bóng vân sờn đi các bác. Đấy, vân sờn luôn. Nhìn trông nó đẹp lắm. Đấy, chiếc Senco quân đội phiên bản chính hãng đi từ Nhật nhá, cho các bác xem máy. Đấy, nó có cả dây dù của nó luôn, dây dù nguyên bản á. Dây dù là dây luồn. Đấy. Các bác xem máy này, máy của nó là máy tự động automatic, máy tự động. Đấy, của Nhật. Bản này là bản xuất sang Malaysia các bác nhé. Bản này là bản xuất sang Malaysia. Ở những cái bản Senco quân đội thì nó có hai phiên bản, một là bản xuất Malaysia hay là bản nội địa. Bản nội địa là sản xuất trong nước. Đó, thì bản này là bản xuất sang Malaysia. Đó, chính hãng bao chuẩn cho các bác luôn. Máy tự động 21 chân kính. Đấy, về các bác đi check không đúng trả lại tiền thôi. Nhà em bán hàng chỉ đấy, chỉ nói một câu, các bạn không trình bày dài dòng nhiều đúng không? Nói nhiều thì thành ra là đôi co tranh cãi nó mất hay. Đấy, cho nên là nói một câu cho nó đấy, thẳng thắn. Ưng thì các bác mua. Đấy, mỡ các bác mua về chơi tin tưởng shop thì mình có thể đi tham khảo ở những cái đơn vị đấy, về thẩm định đồng hồ, các chuyên gia. Đó. Nếu không phải đúng hàng chính hãng thì em sẽ nhận lại đồng hồ quay đầu cho các bác. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, chả có gì khó cả. Đấy. Đấy.
có tiền là giải quyết được hết các bạn. Quan trọng cũng chỉ vì đồng tiền thôi mà đúng không? Đấy. Chốt cho em mã 6 nhá. Đấy, chiếc này size 37, máy tự động. Chiếc Senko quân đội chính hãng. Đấy, dây của nó dây dù các bác nhá. Dây là dây dù. Chứ dây dù màu xanh luôn. Đấy, đeo lên tay rất đẹp. Đấy, để cho các bác mã số 6 cho em Senko này ạ. 1.300.000 đồng. Chốt cho em mã số 6 nhá. Đấy. Cái phiên bản này nó chạy bền lắm các bác. Chạy bền lắm, tốt lắm. Dòng quân đội mà thiết kế đẹp, gắn dạ quang, chất liệu của nó bao giờ dòng quân đội nó cũng sẽ tốt hơn những cái dòng đồng hồ thời trang bình thường. Tiếp theo em lên mã 7 này. Mã 7 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ long zin nhá. Chiếc đồng hồ long zin ái chặt chà các bạn ơi, sổ long zin này. Đấy, chiếc này không những size nó to, đấy, size nó to, nó độc. Đấy. Đeo lên tay cũng sang trọng. Đấy. Lịch lãm. Đấy. Đẳng cấp, quý ông, quý phái. Đấy. Những người mà đeo trên tay những chiếc đồng hồ hàng hãng, hàng thương hiệu là những người đầy quyền lực. Đấy. Và có rất nhiều tiền. Đấy. Các bác đấy. Các bác cứ đeo lên tay một chiếc đồng hồ xịn chính hãng các bác trên tay đó, thì tự dưng là mình sẽ có những cái, nó sẽ có những cái cơ hội, nó cái may mắn đấy, để mình cố gắng kiếm được tiền, đúng không? Đấy. Khi mà các bác làm sao để cho mình nó xứng đáng với cái đồng hồ chẳng hạn đó, cái tầm đẳng cấp của mình nó phải ở tầm những cái đồng hồ thương hiệu lớn như thế. Đấy. Ví dụ như các bác đeo chiếc đồng hồ long zin omega thì đấy, mình phải làm sao để mà mình ở cái tầm đấy, đẳng cấp của những chiếc đồng hồ đấy, xứng tầm luôn đấy, đeo đẹp đấy, thể hiện người có tiền. Size mặt của chiếc long zin là size 36.5. Được chưa? Đấy, form là form vuông các bác nhá. Đấy, form là form vuông, mặt thiết kế hình đa giác này. Đó. Với thiết kế đa giác 3 lòng. Đấy, lòng màu trong là màu xanh của blue, ở ngoài là màu ghi đan xen với màu trắng. Tiếp ngoài cùng nữa là viền màu xanh. Đó. Nó rất nhiều màu sắc lung linh rực rỡ, sặc sỡ trên chiếc đồng hồ này. Đấy. Một cái tông màu đậm. Đấy. Màu sắc của nó đậm. Đấy. Lên tay rất nổi và bắt sáng các bác. Chiếc này là máy của nó là máy pin kim trôi nhá. Các bác để ý nãy giờ cái kim dây của nó chạy rất mượt, nó không có một tí giật giật tích tích nào của đồng hồ pin. Đó, nó chạy như là đồng hồ cơ luôn. Đấy. Nó chạy mượt mượt mượt, một vòng quay không dừng, không nghỉ, không tích tắc. Đấy. Dòng electronic pin kim trôi. Các bác đeo trên tay mà nhiều các bác mà không biết về đồng hồ ấy, thì cứ nghĩ là tự động đó. Đấy, cho nên là em phải mô tả kỹ cho các bác về sản phẩm đó, không lại bảo là tự động gì mà lại bán có rẻ thế, đúng không? Đấy. Đấy, mà không phải là tự động rẻ đâu các bác ạ, mà pin với cái giá này em chuẩn bị đưa ra cho các bác thì phải gọi là ối rồi ôi luôn rồi, ối rồi ôi luôn các bác nhá. Đấy, zin cả dây cả khóa này, trước này thì zin hết 100%, độ mới tuyệt đỉnh luôn. Đấy, các bác nhìn này, vỏ thép inox sáng bóng này, kính cong luôn này. Đấy, mặt kính này, màu sắc lên ánh sáng nổi bắt nét này. Dây khóa này, dây khóa zin này mướt mượt mượt này, vỏ thép inox sáng bóng này. Đấy, khóa búp logo long zin này, đáy này. Được chưa? Đấy, size to đùng, các bác lên tay chất nừ nừ luôn này. Đấy chưa? Lên tay cho các bác xem chiếc long zin này nhá. Các bác để em chụp. Đây, lên tay các bác xem chiếc long zin này, đeo lên tay nó khỏe. Đấy, khỏe khoắn. Đấy. Đẹp độc, khỏe khoắn, chắc chắn. Đấy. Chiếc long zin chính hãng đến từ Thụy Sĩ, phiên bản hàng xưa. Đấy. Chốt cho em chiếc long zin ngày hôm nay mã 7 nhá. Mã 7, shop bên em chiên cho các bác chỉ có 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng chốt cho em mã 7 này. Đấy. Rất là khó kiếm những cái phiên bản này đấy các bác ạ. Nó đẹp, đấy, xuất sắc luôn, zin hết cả dây cả khóa, máy móc chuẩn chỉ chính hãng. Đấy. Các bác mà đi ra tiệm mà những cái chiếc này thứ nhất là không có nhá, không sản xuất, bởi vì nó là những mẫu đồng hồ cổ hàng xưa 6-75 rồi. Và thứ hai là để mà mua chiếc long zin pin mà được tầm bây giờ thì phải tầm trên chục các bác ạ. Đấy. Trên chục là ít.
chốt cho em ngày hôm nay nhá, mã số 7 cho chiếc Longines 2,5 triệu. Em lên mã 8. Mã 8 trong phiên ngày hôm nay là một sản phẩm mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền các bác ạ. Này. Các bác nào mà chưa có quả mặt rồng nhà em này thì các bác chốt luôn đi ạ. Hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm mặt rồng đá ruby nhá. Hàng ruby thiên nhiên. Đó, rồng Long Châu phun ngọc. Đấy, Long Châu phun ngọc. Một cái biểu tượng quyền lực linh thiêng tối cao trên bầu trời. Đó, một linh vật rồng được các bác yêu thích và đón nhận. Đấy, và sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là các bác tuổi rồng. Các bác tuổi rồng các bác hay thích đeo cái linh vật này trên người để hợp tuổi hợp mệnh, phù hộ. Đấy, độ trì cho đấy, bản mệnh của mình đấy, cho nó tốt lên. Đấy, cho mọi thứ thuận lợi suôn sẻ. Và cái sản phẩm ngày hôm nay một sản phẩm mặt đá ruby đấy, được các nghệ nhân đúc tạc khắc bằng tay thủ công các bác nhá. Chạm hai mặt trước và mặt sau. Đấy, các bác nhìn thấy gần như là cả một nguyên một cái khối đá người ta chạm. Đó, bình thường thì những cái sản phẩm làm thô sơ thì người ta chỉ chạm một mặt thôi các bác. Mặt sau người ta kệ, người ta lát phẳng hoặc là người ta để đá gồ ghề tự nhiên. Nhưng mà những cái bản này các bác nhìn đây. Này, từng đường nét chạm rất là tinh tế, điêu khắc này. Đuôi rồng này, vảy rồng này, móng rồng này, đấy, đầu này, râu này, răng này, đấy, ngọc này. Thấy chưa các bác ơi? Từng đường nét chi tiết tạo khắc nổi khối lên làm cho cái sản phẩm này nó rất là sinh động. Đó. Cái mặt này to lắm các bác ạ, vừa to vừa nặng nhá. Đấy, trọng lượng của nó phải rơi vào khoảng 400 CT các bác. Đấy, các bác nhìn chạm mặt trước cả và cả mặt sau luôn này. Đấy, riêng tiền công chạm của những cái sản phẩm này không hề rẻ một chút nào đâu các bác ạ. Mất rất là nhiều thời gian công sức của các nghệ nhân để mà người ta có thể sản xuất và làm ra được những cái mặt trang sức nó đẹp như thế này. Đó, thì cái mặt này là mặt nguyên thô nhá. Đấy, nguyên thô về các bác nha. Các bác bọc, mình đi bọc bạc hoặc bọc vàng tùy theo nhu cầu của điều kiện kinh tế của mình cho phép. Có tiền nhiều hơn thì mình bọc vàng, không thì các bác bọc bạc cho em ạ. Bọc xung quanh viền này, lại làm cái móc đeo lên cổ đẹp lắm. Để em đo kích thước nhá. 6/8 các bác ạ. 6/8 này, to chưa? Chiều dài là 6/8, chiều ngang của nó là rơi vào khoảng 4/8. 6/8 x 4/8 đấy. Đấy, một linh vật rồng đấy. uốn quanh này, đầu này nhà ngọc đẹp chưa, phun ngọc đấy, điêu khắc nổi khối tuyệt vời. Đó, các bác chốt cho em mặt sản phẩm mặt rồng ngày hôm nay nhá. Đấy, mặt cụm rồng ngày hôm nay đấy, một sản phẩm đá thiên nhiên phong thủy đá ruby đấy, cầm trên tay nó mát lắm các bác, mát đấy, màu sắc đẹp đấy, vân đá này đấy, màu đẹp nhá. Em để cho các bác là 3.300.000 đồng. 3.300.000 đồng chốt cho em mã số 8 ạ. À, giá là giá rẻ hết cỡ rồi các bác ơi. Giá là giá rẻ quá trời luôn rồi, có 3.300.000 thôi. Đấy, bình thường các bác mua phải tầm hơn 4 triệu nhá, hơn 4 triệu đấy. Không có rẻ đâu. Nhà em bán rẻ cho các bác mà. Chốt cho em mã số 8 nhá, cho mặt cụ rồng. Rồi em lên mã 9 ạ. À, mã 9 em tiếp tục lên cho các bác một mặt một hình cụ rồng nữa các bác ơi. Đấy, hình cụ rồng này chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối nhá. Đấy, hình cụ rồng chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối. Đấy, cụ thiết kế 3D nổi các bác nhìn này, cụ thiết kế 3D nổi nhá. Đó. Đấy. Và đằng sau cái nền mặt sau ấy nó là thiết kế những cái ánh vát tiên kiểu tạo ánh hào quang ấy. Các bác nhìn thấy không? Tạo những cái vầng hào quang chói lóa sáng rực rỡ, làm tô điểm nổi cho cái cụ rồng lên, đúng không? Làm cho cái cụ rồng 3D này nổi khối này các bác nhìn này. Đấy. Đấy, cụ rồng uốn quanh uốn lượn này. Đấy, tiếp tục nhả ngọc nhá, uốn quanh uốn lượn và nhả ngọc. Đấy, chất đấy, cái mặt này chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối các bác, bạc đúc nguyên khối. Đấy, rất là nặng bạc đây các bác, rất là to và nặng bạc. Đấy, em đo kích thước là 3/8. 3/8 ngang là 2/9 ạ. 3/8 mà ngang là 2/9. Một sản phẩm mặt đấy, cụ rồng tuyệt độc đẹp đấy. Nhất là các bác nào tuổi Thìn này, tuổi Long, tuổi Thìn này, tầm tinh con rồng này,
các bác không thể bỏ qua được những sản phẩm này bên em. Đó, đây là những cái sản phẩm, những cái món trang sức. Đó, tuy là giá trị nó không nhiều đâu các bác, nó rẻ lắm. Đó, nhưng mà các bác dùng mua một lần, dùng trọn đời. Đó, mua một lần đeo đến mãi mãi, muôn đời sau không hỏng. Nha các bác nhá, những cái chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối như thế này thì, đấy, vàng bạc thì các bác đeo mãi thì nó vẫn thế nữa, nó chả thay đổi gì cả. Đấy, đẹp, độc đáo, chất lượng này, riêng cái tiền công để mà làm ra những cái sản phẩm này đã mất rất là nhiều tiền rồi các bác nhá. Đấy, mặt trước và mặt sau này, đẹp chưa? Chốt cho em mã số 9 cho cụ rồng ngày hôm nay nhá. Đấy, một cụ rồng bằng đá ruby, một cụ rồng bằng bạc đúc, hai cụ hôm nay lên rồi các bác, hai cụ các bác chốt mẫu nào cũng được. Đấy, mã số 9 cho cụ rồng ngày hôm nay em để 900.000 đồng, chốt cho em mã 9 này. Đấy, cho cụ rồng nhá. Em lên mã 10. Mã 10 thì đấy, các bác thích cụ di lặc, các bác chốt luôn cho em mã này. Đấy, em lên các bác một mã cụ di lặc đá đỏ. Đá đỏ đấy, bọc bạc nhá các bác nhá. Bọc bạc trên đầu, đấy, có một cái móc tròn và ở dưới là một cái hình đài sen. Đó, cụ di lặc. Miệng cười tươi hoan hỉ. Đấy, cụ di lặc. Đó, bụng phệ, tai to mặt lớn, nhìn rất phúc hậu các bác. Đấy. Đấy, cảm giác là cụ cười thôi cũng làm con người ta vơi đi mọi nỗi buồn. Đấy. Đấy, cụ cười thôi cũng đủ để cho người ta có một cuộc sống ấm lo hạnh phúc. Đấy, không phải suy nghĩ về tiền. Đấy, cụ di lặc rất đời thường trong cuộc sống hàng ngày các bác nhá. Đấy. Mình kể cả mình đeo những cái sản phẩm này, mình không theo đạo Phật các bác, mình không có theo tín ngưỡng gì. Đó, chỉ là mình thích đấy, trong đấy, trong tâm mình cảm thấy an yên bình an đấy, thích những cái đấy, vị tượng Phật phù hộ cho đấy, cũng chả cần phải là theo đạo Phật hay là yêu thích gì đấy, chỉ cần mình thích thì mình đeo thôi các bác ơi. Đó, rất là lành, rất là lành nhá, cực kỳ lành và bình an. Mặt kích thước là 3/2 ạ, 3/2 mà nhân với cả 3/2, 3/2 nhân với 3/2 bọc bạc các bác nhá. Riêng tiền công bọc bạc thôi đã bao nhiêu tiền rồi các bác. Đấy, cụ di lặc chạm đẹp không, mặt đá đỏ nhá. Đấy, đúng cái màu phong thủy luôn. Em để cho các bác 800 cho cụ di lặc ngày hôm nay ạ. Chốt cho em mã 10 đó. Các bác yêu quý, yêu thích những cái sản phẩm của bên em thì các bác chốt ủng hộ cho shop nha. Đó, 800 chốt cho em mã 10. Tiếp theo em lên mã 11. Mã 11 ngày hôm nay nhá, lên cho bác một chiếc nhẫn đi. Đó, chiếc nhẫn này đố các bác biết là dòng này là dòng đá gì. Đó, nếu mà em nói thật là các bác không bán, không chơi thì không biết được đâu, không thể nào mà biết được. Bởi vì nhìn nó cứ la la giống nhau ấy, đúng không? Nhìn nó la la. Đó, những cái viên đá này của nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, viên đá này là một viên đá thiên nhiên, tên gọi của nó là chi xin. Đấy, một viên đá màu vàng các bác nhá, ánh vàng này. Ôi, cắt phát xét hình của nó là hình như kiểu hình tam giác ấy các bác. Đó, viên đá cắt phát xét hình tam giác với đấy, đấy. Thoạt nhìn đầu tiên thì các bác nhìn cái màu sắc của nó và những cái vết cắt vát ấy nhìn rất là giống kim cương đúng không? Đó. Đó, nhìn cũng rất là giống kim cương nhá các bác ạ. Cái form cắt vát này của nó hình tam giác này. Đó, rất độc đáo luôn ạ. Đây là những cái sản phẩm những cái món trang sức đấy, rất là độc đáo và đẹp. Đó, và cái viên đá này của nó làm toát lên một cái vẻ đẹp. Đó, nó làm nổi bật lên cái chiếc nhẫn này các bác nhá. Đấy, viên chủ nó là viên đá hình thiết kế form hình round tam giác ạ. Chưa cắt phát xét nhìn thấy hết mọi vát cắt ở bên trong, ánh sáng nó xuyên thấu vào rất là nổi bật và bắt mắt. Rồi tiếp tục đến phần này, phần thân nhẫn này và phần trên của mặt đá này đính phun đá các bác ạ. Đấy, lại đính phun đá luôn. Ôi, các bác đeo trên tay cái mẫu này nó đẹp, nó độc đáo vô cùng. Chất đấy, cái viên này, viên đá của nó là viên đá chi xin nhá. Chi xin, một viên đá thiên nhiên dòng đá quý. Đó, trong các cái dòng đá quý thì có rất là nhiều các hãng, nhiều các cái loại đá. Đó. Nhưng mà nhà em bán cho các bác cái sản phẩm nào thì trước khi bán em cũng phải tìm hiểu rất là kỹ về thông tin về sản phẩm đó, về tên gọi, về chất liệu để các bác mua hàng nó yên tâm. Đó, viên đá chi xin nhá các bác nhá, màu vàng đó, màu như là màu kim cương ấy, em chưa. Đó, viên đá thì to đùng các bác, cắt phát
theo kiểu hình round, hình hình tam giác. Đó, size nhẫn là 19 các bác ạ. Đây, một chiếc nhẫn bạc đúc nhá, dày lắm, nặng chắc chắn kỳ luôn. Size nhẫn là 19 các bác ạ. Size 19 ạ. Đấy, các bác chốt cho em chiếc nhẫn. Đấy, chiếc nhẫn bạc là chi xin ngày hôm nay. Đấy, em để cho các bác là 1.500.000 đồng ạ. 1.500.000 đồng ạ, một chiếc duy nhất các bác nhá, không có chiếc thứ hai sản phẩm này. Không có chiếc thứ hai đâu các bác, đẹp độc. Đấy, vô cùng luôn. Đấy, viên đá các bác nhìn này, to chưa? Đấy, thiết kế hình tam giác. Chốt cho em mã 11 nhá, 1.500.000 đồng ạ. Tiếp theo mã 12. Mã 12, em lên một chiếc nhẫn, Mỹ phiên bản 1977. Đấy. 1977 các bác nhá, San Francisco. United States này, University, một phiên bản kỷ niệm trường đại học các bác ạ. San Francisco 1977. Đấy. Chiếc nhẫn này bạc các bác nhá, bạc 999 luôn. Chiếc nhẫn Mỹ với một viên đá. Size nhẫn là 19.5. Size ngang nhẫn là 19.5 các bác. Đấy, em lên tay các bác xem. Đấy, đẹp chưa? Hoa văn họa tiết cổ. Một chiếc nhẫn Mỹ phiên bản kỷ niệm 1977, trường đại học cấp 3 University San Francisco. Đấy, chiếc nhẫn này em để cho các bác là 800 nhá. Em này để cho các bác là 800. Đấy, chốt cho em mã 12. Mã 12 cho chiếc nhẫn bạc Mỹ 800. Đấy, với viên đá màu vàng rất đẹp. 800. Tiếp theo mã 13. Mã 13 lại tiếp tục lên đồng hồ cho các bác này. Đấy. Đấy, hôm nay lên rất nhiều những cái sản phẩm độc đáo, chất lượng, dòng cao cấp. Đó, từ những món đồng hồ trang sức kính mắt. Đó, phiên ngày hôm nay thì các bác đừng bỏ qua cái video này, clip của shop ngày hôm nay bên em. Đấy, bỏ qua rồi thì rất là tiếc. Đấy, khi được không được ngắm và được chiêm ngưỡng được những cái sản phẩm này. Hôm nay em về lên cho các bác một chiếc long jean đô đốc 5 sao. Amiro đại tướng quân. Đó, một chiếc đô đốc 5 sao vỏ vàng đúc 18K nguyên khối ạ. Đó. Một thương hiệu long jean top đồng hồ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Đấy. Một chiếc đô đốc 5 sao dòng gần như là VIP nhất của dòng long jean rồi. Nó chỉ sau dòng flagship thôi các bác ơi, dòng đáy thuyền thôi. Đấy. Các bác chiêm ngưỡng trước em trước này đi ạ, nó mới độ độ đẹp, độ mới của nó hoàn mỹ luôn ạ. Đấy. Nhìn bảo hàng xưa mà nó không có một chút vết chảy chụa, bong chóc, xước sát màu thời gian nào cả. Đấy. Các bác muốn xem thì em sẽ cho các bác xem cái dấu chuyện mộc ở đây nhé. Các bác nhìn thấy 18K gold chưa? Đấy. Nó sẽ có cái dấu chuyện mộc ở đây là 18K gold này. Đấy. Chuyện ở đầu càng ấy. Kỹ vào cho các bác xem đúng không? 18K gold. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? 18K gold nhá. Đấy. Có mẫu thì họ chuyện ở đằng sau lắp đáy, có mẫu thì chuyện ở đằng trước. Có mẫu thì chuyện ở chân càng, chuyện ở vỏ, nói chung là nó có rất là nhiều các cái dấu mộc chuyện các bác. Đấy là chuyện kiệu vàng. Đấy. Cái mẫu này nó chuyện ở gần cái đầu càng các bác nhá, nó giống thương hiệu Omega, nó cũng hay chuyện ở đầu càng đó. Các bác mua, em nói thật là mua chiếc long jean bọc vàng không đã mười mấy triệu rồi các bác. Đấy, chiếc long jean Amido 5 sao bọc vàng không đã mười mấy triệu rồi đúng không? Đây, chiếc này của em vàng 18K nguyên phần vỏ. Size mặt của chiếc đồng hồ là size mặt là 34.5 các bác, size 34.5 nhá. Cái dòng này nó chỉ có một size thôi. Kể cả long jean hay Omega thì nó đều chỉ có một size 34.5 thôi. Đó. Đẹp lắm các bác ạ. Đấy, mặt vàng này. Mặt vàng, ống vàng ươm. Đấy. 3 kim, 1 ô cửa lịch góc 3 giờ. Bộ kim cọc số mạ vàng, đặc biệt là cái phiên bản này các cái cọc số của nó như là đấy, hình bia đạn này các bác nhìn này. Các bác nhìn này, những cái tấm bia đạn dựng lên không? Đấy. Rất là đẹp, bắt mắt luôn. Những cái dòng sản phẩm thương hiệu mạnh như thế này các bác để ý cho em nhé. Đó là cái phần vỏ của nó, bao giờ nhà sản xuất người ta thiết kế, người ta tính ra đúng không? Nó phải đủ chỉ tiêu các bác. Đấy.
không bao giờ làm những cái sản phẩm này mà nó không đạt chỉ tiêu chất lượng về phần vỏ. Bởi vì nếu phần vỏ mà không đủ gam, không đủ độ lặng, đủ trọng lượng thì xài rất dễ là hỏng nha các bác nhé. Đấy, cái thương hiệu Long Zin Omega hay là những cái thương hiệu cao cấp của dòng đồng hồ Thụy Sĩ đó. Đấy, không bao giờ cái chiếc đồng hồ vỏ vàng 18K này mà cái trọng lượng của nó dưới 4 chỉ các bác nhé. Đấy, 4 chỉ 5 đổ lên là ít. Đấy, các bác ạ, đổ lên là ít nhá. Đấy, cầm chiếc đồng hồ nó đầm lặng trịch luôn. Đấy, nguyên cả bộ phần vỏ mà vàng 14K đầm lặng trịch như thế này. Đấy, không bao giờ có giá dưới 4 chỉ đâu các bác. Đẹp, mới, xuất sắc. Mà thật sự là đồng hồ thì nhà em cũng không cân vàng lên để bán. Nhà em bán là bán tác phẩm nghệ thuật, em bán thương hiệu, bán giá trị của những cỗ máy thời gian đó. Còn nó là bọc vàng hay nó là vàng đúc thì mình bán theo cái giá trị của nó, chứ mình không cân vàng lên mình bán nhá. Đấy. Còn nhiều các bác hỏi thì em sẽ trả lời các bác những cái câu hỏi như là các bác hỏi đồng hồ vàng đúc thì bao nhiêu chỉ đó. Xác định các bác đi mua vàng thì các bác đi mua hẳn trang sức vàng đi, đúng không? Tính giá vàng cho dễ, các bác đi mua đồng hồ vàng, các bác đi tính cân nặng làm gì? Các bác tính giá trị của nó thôi, tính cân nặng làm gì? Tại sao có những cái sản phẩm nó đến tiền tỷ ạ? Đấy, vàng với kim cương thôi mà tại sao nó lại đến tiền tỷ được? Đấy, cho bóc hết các sản phẩm, bóc cả mấy cây vàng, bóc cả những hạt kim cương đính xoàn, đính phun đi. Đấy, để mà cân ra vàng thì làm sao mà đến giá trị mấy tỷ được các bác? Đấy. Cho Long Zin đẹp không các bác ơi? Rất đẹp, mới nhá. Đấy, lâu lắm rồi nhà em mới lên cho các bác những cái sản phẩm cao cấp này các bác chơi. Đấy, chốt cho em trước Long Zin ngày hôm nay ạ, nhà em để là 29 triệu nhá. 29 triệu Zin hết. Đấy, lúm Zin này. Đấy, hình logo hình Long Zin, hình đôi cánh đại bàng nhá. Đấy. Đấy, Amiro 5 sao đại tướng quân. Đấy, automatic. Đấy, máy cơ tự động, chính hãng, Thụy Sĩ hàng xưa. Sản xuất thập niên năm 1960 các bác. Chốt cho em chiếc Long Zin ngày hôm nay nhé, để cho các bác làm 29 triệu. Các bác nhận hàng trên tay không đẹp không lấy tiền. Mà bác nào chốt thì nhà em sẽ hỗ trợ lắp cho các bác một bộ dây và một cái khóa Long Zin mạ vàng nhé. Cho nó đủ bộ. Chốt cho em mã 13, 29 triệu cho chiếc Long Zin. Em lên mã 14 ạ. Mã 14 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Slava nhé. Đó, thì chiếc này cái mặt số của nó vô cùng độc đáo các bác. Mặt thiết kế những cái đường vân kẻ sọc ngang đó, những vân sọc này đó, và những vân ngang, nhưng mà chỉ sọc là chỉ sọc một nửa các bác, sọc là chỉ sọc bên nửa bên phải, ngang là ngang bên nửa bên dưới đó. Đó, chứ không phải là sọc hết mà ngang hết các bác nhá. Đó, cho nên là nhìn cái thiết kế này của nó độc đáo không đó, rất là độc đáo luôn. Các cọc số học trò thiết kế quanh viền đó, sọc ở chính giữa của nó là hai cái sọc đỏ. Đấy, hai nét sọc đỏ, một sọc dọc và một sọc ngang, còn lại thì là những nét trắng. Đấy, những điểm nhấn châm phá trên mặt của chiếc đồng hồ cổ, một thương hiệu Slava các bác nhá. Đấy, Slava luôn. Size mặt là 37.5, size mặt là 37.5, không tình núm. Máy là máy cơ cót 26G. Đấy, chiếc này máy cơ cót là 65G đấy ạ. Chưa hình dung được chiếc đồng hồ của Nga mà máy cơ cót mà tận 26G này các bác này. Đấy. Đấy, mới tinh luôn nhá. Đấy, cái mẫu này mới tinh, gần như là hàng lưu kho. Hàng này là hàng lưu kho các bác. Đấy, em mối tay em lau một chút đi cho nó mới. Đấy, cho các bác nhìn cho nó sướng. Đấy, cho các bác nhìn mãn cái đôi nhãn luôn. Đấy. Đẹp chưa? Mới tinh các bác nhá. Đấy, đáy của nó còn bắt sáng này. Đấy, phun ánh sáng từ tâm đáy. Ôi. Trói loa. Đấy, gọi là nhìn mặt trời mà không trói loa. Đẹp chưa? Size to các bác nhé. Size mặt của chiếc Slava là size 37.5. Đấy, đẹp gần như không tì vết. Một sản phẩm hàng xưa, cơ cổ, đến từ thương hiệu Slava của Nga, made in USSR. Máy cơ cót 26 chân kính, 3 kim, 2 ô lịch, góc 3 giờ. Đó, mọi đấy, chức năng hoạt động tốt, máy chạy chuẩn, nguyên bản. Đấy, chiếc Slava ngày hôm nay em chiên cho các bác một mức giá đậm sâu luôn. Đấy,
các bác mà sở hữu được những chiếc này thì về đeo lên tay không đẹp, không lấy tiền, kể cả những cái mẫu sản phẩm em lên lúc nãy nhá, không đẹp, không lấy tiền. Đấy, chiếc Slava ngày hôm nay chỉ có 1 triệu đồng, 1 triệu đồng chốt cho em mã 14 ạ. Mã 14 ngày hôm nay 1 triệu đồng chẵn luôn, không hơn, không kém nha các bác nhé. Các bác mua hàng nhà em thì các bác chỉ bỏ đúng cho 1 triệu thôi. Đấy, sẽ có đồng hồ, sẽ có dây, và cứ thế các bác đeo, không phải làm một bất cứ một cái vấn đề gì khác, nhà em lo hết. Đấy, nhà em lo được cho các bác, lo được hết. Mã 14 nhá, em lên mã 15. Mã 15 ngày hôm nay một chiếc đồng hồ kiệt tác nghệ thuật, một chiếc đồng hồ kiệt tác nghệ thuật màu thời gian, một chiếc đồng hồ Bulova. Đấy, Bulova. Đấy, các bác thấy mê chưa? Đấy. Đấy, phiên bản này là một trong những phiên bản rất là cổ xưa dòng Art Deco nghệ thuật. Các bác nhìn thì cái niềng của nó khía nổi nhá. Đấy, cái họa tiết vẫn khía nổi. Đấy. Đấy, các bác để em một chút. Lau qua một chút đồng hồ cho nó đỡ bị mồ hôi tay các bác, tại vì tem nó hay ra mồ hôi ấy. Cầm vào nó hay bị kiểu nhờ nhờ ấy các bác. Đấy. Nó không bóng. Nó phải lau lại một lần nữa cho nó bóng các bác, bóng lịm luôn này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, chiếc đồng hồ mới các bác để ý cho em nhá, là nó bóng lịm. Đấy, nó nét. Các bác nhận hàng ở ngoài nó còn đẹp hơn trên này em quay nhiều luôn. Bởi vì nhìn ở ngoài nhé, thực tế các bác ạ. Đấy, mắt nhìn tay sờ đúng không? Sẽ dễ hơn là trên này. Chứ em quay trên này thì nhiều khi là ánh sáng môi trường, đèn trong phòng nó đổ bóng, nó tối rồi nó đèn điện chiếu vào nó sẽ có những cái ánh sáng mà nó sẽ chiếu lên phần mặt cũng như là phần vỏ, thì các bác cảm giác là nó bị bong chóc, nhưng mà thực ra là không phải. Đó, thật ra nó chỉ là những cái ánh sáng của nó thôi, đánh lừa cảm giác thôi. Còn các bác nhìn tận tay, tận mắt cầm ở ngoài, các bác sờ cảm nhận, nó sẽ thấy là chiếc này nó đẹp vô cùng luôn ạ. Đấy, máy tự động 23G nhá. Đấy, một phiên bản Art Deco nghệ thuật. Đấy, sản xuất hàng thập niên năm 1950-60 rồi. Size mặt của chiếc Bulova là size 32.5. Size 32.5. Đấy, các bác nhìn liền nó bọc vàng, cái vân nổi đẹp, đẹp ơi là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, cắt cái nét phết đó, cắt ra vát cạnh tạo điểm nhấn, ái chặt chà bọc vàng toàn thân các bạn, bọc vàng toàn thân nguyên củ nhá. Đấy, chứ lại bọc vàng người KT đấy, nguyên củ luôn. Ôi mới đẹp. Đấy, máy tự động automatic ô lịch, được thiết kế đặt cọc 4 giờ. Đấy, bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, các cọc số học trò kết hợp với các cọc số hình thang nổi mạ vàng, đẹp chưa? Đấy, trước này em về không có dây, bác nào chốt em tặng các bác một bộ dây nhá. Đấy, siêu phẩm. Đấy, siêu phẩm đồng hồ cổ. Đấy, một siêu phẩm đồng hồ chính hãng. Đấy, một siêu phẩm của những đồng hồ. Đấy, mang phong cách cái nét đẹp của nghệ thuật màu thời gian. Đó, duy nhất một chiếc, không có chiếc thứ hai. Tất cả những sản phẩm của shop lên giao lưu không có chiếc thứ hai. Đấy, đã bán cho các bác giá là giá rất nhẹ nhàng, êm ái, tình cảm lắm rồi. Đó, tình cảm như là tình cảm gia đình luôn. Đó, chốt cho em chiếc Bulova ngày hôm nay ạ. Bọc toàn thân, máy tự động 23G. Đó, mã số 10, mã số 15 các bác nhá. Mã 15 em để cho các bác là 3 triệu, 3 triệu đồng chốt cho em mã 15 này. Đấy, đẹp như thế này thì không có chiếc thứ hai đâu các bác, em nói thật. Những sản phẩm nhà em nó toàn là những hàng tuyển rất là đẹp. Mỗi một phiên thì sẽ có những cái sản phẩm khác nhau. Đó, nhưng mà lên giao lưu với các bác nó phải là hàng chất, hàng chuẩn, chuẩn cổ, chuẩn xịn mà nó phải đẹp. Đấy, chứ không phải là hàng spa làm lại đâu các bác. Đấy, nhà em bán hàng từ trước đến nay thì đó. Em nói thật với các bác, để đi spa làm lại cái tiền làm thôi nó đủ chết rồi. Thì lãi được ở đâu đâu các bác. Đấy, đi spa mà đi làm vó với đi làm mặt, các bác bảo mỗi lần mấy trăm, một triệu đồng thì bán cái đồng hồ có 1-2-3 triệu thì đi làm thì lãi ở đâu nữa các bác. Đấy, thà em báo nguyên hàng nguyên bản em bán rẻ cho các bác đúng không? Đỡ mang tiếng. Đấy, tiếp theo em lên mã 16 nhá. Mã 16 ngày hôm nay là một cây kính
một cây kính đến từ thương hiệu Mettler các bác ạ, một thương hiệu dòng cao cấp nhá. Một chiếc kính thương hiệu của dòng cao cấp của Đức này. Các bác nhìn thấy dấu chuyện mộc không? Đây. Mettler Germany nhá. Đấy. Cái phiên bản này nó chuyện ở phần chuôi. Phần chuôi càng ấy. Mettler Germany. Đó, phần vỏ của nó là bọc vàng trắng. Bọc vàng trắng các bác nhá. Đây. 1/10 12K này. Thấy chưa? Vỏ chuyện mộc mộc vàng trắng nhá. 1/10 12K, một thương hiệu Mettler đến từ Đức. Đó, nếu như các bác nào yêu thích những chiếc kính bọc vàng trắng này thì mình không nên bỏ qua cái mẫu sản phẩm của shop ngày hôm nay. Đó, cái mẫu này thứ nhất là cái mắt của nó to các bác ạ, mắt của nó to và nó có điểm nhấn là có cái mí này, mí nhựa các bác nhá. Điểm nhấn là mí nhựa. Đấy, cầu to, mắt to, gọng cũng to luôn. Đấy. Bọc vàng trắng, đeo nó rất là sáng. Sáng gọi là sáng kính con luôn ạ. Này, sáng kính con nhá. Size ngang, úi dồi ôi, size này 145 các bác ạ. Úi dồi ôi. Đấy. Size ngang kính là 145, một cây kính cổ bọc vàng thương hiệu Mettler đến từ Đức. Một thương hiệu kính lừng danh với những sản phẩm rất độc đáo, với những cái sản phẩm đẹp. Đấy. Cái thương hiệu rất mạnh và nổi tiếng trên thị trường kính cổ. Đấy, mẫu mã cực kỳ đa dạng, phong phú, độc đáo. Và đặc biệt là các bác đeo thì em nói thật là những cái chiếc kính cổ này đeo nó bền như đồng hồ luôn các bác. Các bác dùng giữ gìn, đừng có va chạm, đừng có rơi, đừng có quẹt quẹt gì cả, nó bền. Đấy, đeo có khi mấy chục năm nữa cũng không hỏng nổi, không thể hỏng được, nó bền. Đấy, mắt hiện tại đang là mắt màu lâu trà các bác nhé, mắt dâm. Mắt màu lâu trà. Đấy, em đeo kính cho các bác. Mặc dù là không, các bác không được trực tiếp cầm kính đeo lên mặt, nhưng mà em sẽ đeo lên mặt cho các bác nhìn, đeo lên camera cho các bác quay cho các bác xem kỹ nhá. Chuôi này, ve này, ốc này, tất cả là zin nguyên bản, mới ơi là mới, đẹp nhá, xuất sắc luôn. Đấy, cây kính Mettler ngày hôm nay để cho các bác bao nhiêu ạ? Mã 16 nhá, chỉ có 2 triệu đồng. Đấy, 2 triệu chốt cho em mã 16, duy nhất một cây trong phiên ngày hôm nay, không có cây thứ hai. Đấy, to đẹp mới như thế này đâu các bác, thương hiệu lừng danh luôn nhé, Mettler, kính cổ bọc vàng trắng. Tiếp theo mã 17, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay của shop, nhà em lên sóng giao lưu với các bác một cây kính. Đấy, các bác nhìn thoạt, nhìn cái thoáng qua đầu tiên cứ ngỡ là kính cơn đúng không? Đấy, bởi vì cái kiểu dáng, cái form cầu và mắt cứ ngỡ là kính cơn, nhưng ai ngờ đây lại là một chiếc kính thương hiệu Mettler đến từ Đức. Tiếp tục một cây kính Mettler cổ bọc vàng nữa các bác nhé, 1/20 12K này. Đấy, đấy, chuyện mộc ở hai bên gọng càng. Đấy, được chưa các bác? Đấy, cây kính Mettler, kính cổ bọc vàng, một thương hiệu của Đức. Đấy, nhìn thì thoạt nhìn thì tưởng là kính cơn. Đấy, nhưng mà lại là một cây kính Mettler. Em đo size ngang là 135, chuẩn size 135 nhé các bác nhé. Form dáng thì giống y xì phóc luôn, không khác gì. Được chưa? Bọc vàng đẹp, mới nét. Một cây kính cổ thương hiệu Mettler của Đức. Hôm nay lên 2 cây Mettler cho các bác. Mắt cũng là mắt dâm, mắt màu lâu trà các bác nhé. Mắt dâm màu lâu trà đi được. Đó. Các bác yêu thích cây này chốt cho em mã 17 nhá, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay của bên em. Đấy, đẹp chưa? Form kính đeo lên mặt rất là huyền thoại các bạn, cực kỳ huyền thoại, rất độc đẹp. Chốt cho em mã 17, em để chiên cho các bạn, chỉ có 2.500.000 đồng nhá, 2.500.000 đồng chốt cho em mã 17. Đấy, cho cây kính Mettler cứ ngỡ như là kính cơn. Đấy, khép lại phiên video ngày hôm nay của shop bên em với 17 mẫu sản phẩm đồng hồ, trang sức, kính mắt, đó, mặt dây chuyền, đá ruby, rất nhiều các sản phẩm độc đáo. Hy vọng là các bác xem clip ngày hôm nay của bên em, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho shop ạ. Một lần nữa thì em xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và lắng nghe, theo dõi phim video clip của shop ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới tốt lành, bình an, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.